Em Út thân chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em Út có một cây linh sam khai thác đang ra hoa nha anh chị em mình. Cây nằm luôn trong chậu nha, em Út sẽ giao lưu góp vui cùng cả nhà nha. Để em quay một vòng cho anh chị em mình xem nha. Cây này hoành 18 nha anh chị em mình, cây khai thác rất là già nên anh chị em mình thấy nè, trên cái thân của nó nè, từng cái nếp da nó nứt ra luôn nha anh chị em mình. Cây khai thác rất là già nha anh chị em mình, đây. Hoành 18 nha anh chị em mình, chiều cao của nó là nếu mà tính từ mặt chậu cho đến đọt trên đây là 45 nha anh chị em mình. Hiện tại cây đang cho ra hoa rất là nhiều nha anh chị em mình. Em Út giao lưu giá mở hàng sáng cùng anh chị em mình chỉ có 500k thôi nha anh chị em mình. Đây, anh chị em mình thấy 500k mà anh chị em mình thấy không? Cái dàn chi nè, đó em nuôi cái dàn chi nó to rồi, cây rất là già. Linh sam khai thác này rất là già nha anh chị em mình nha. Đó, chỉ có 500k thôi. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 079 549 9088 nha nha. Cái mặt sau của nó rất là duyên nè anh chị em mình, cái bộ rễ cũng rất là duyên nè. Đó, cây đang cho hoa như hình luôn nha anh chị em mình nha. Đó, giao lưu cùng anh chị em mình sáng sớm 500k. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 079 549 9088 nha cả nhà ơi. Em Linh Sam khai thác nha anh chị em mình nha, đang ra hoa rất là nhiều nha. Hoành 18, cao 45 cm.